Sáng ngày 15 tháng 11, Hội đồng đội quận tổ chức tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022, tới dự có đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng. Năm học 2021-2022, công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn quận đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, được Thành đoàn xếp loại xuất sắc. Liên đội trường Trung học cơ sở Đồng Hòa được nhận cờ đơn vị xuất sắc công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 của Thành đoàn. 6 đơn vị được công nhận liên đội mạnh cấp thành phố. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, liên đội và đoàn thanh niên các trường vẫn tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống, nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhiều công trình măng non, phần việc măng non được thực hiện, các liên đội tổ chức 5 chuyên đề cấp thành phố, 2 chuyên đề cấp quận. Liên đội và đoàn thanh niên các trường tổ chức diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Các hoạt động tình nguyện mùa đông, tình nguyện hoa phượng đỏ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Quận đoàn, hội đồng đội quận hỗ trợ xây mới một nhà khăn quàng đỏ với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong năm học, các liên đội tổ chức lễ trưởng thành đội cho 1.860 em, kết nạp 1.568 đội viên. Các trường kết nạp đoàn cho 1.400 đoàn viên mới. Cũng nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội và phong trào đọc, làm theo báo đội và xây dựng đội vững mạnh, năm học vừa qua đã được nhận bằng khen, giấy chứng nhận của Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương, Thành đoàn, Hội đồng đội Thành phố và Quận đoàn. Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức tiếp xúc tặng quà giáo viên tổng phụ trách các liên đội, bí thư đoàn các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung cấp cao đẳng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.